cơ sở trụ kiện Sóc Trăng chào các bạn nha. Thì buổi chiều hôm nay ngày 4 tháng 11 năm 2020, thì Trung giới thiệu các bạn cái mẫu chậu 90 dán chữ thuận bồm xuôi gió. Thì cái mẫu chậu 90 này thời gian qua Trung đã giới thiệu lên kênh YouTube Tôi Làm Trung rất là nhiều rồi. Thì hôm nay thì đã hoàn thành, thì tính tới cái thời điểm hoàn thành là khoảng tầm 15 bữa nha các bạn. Thì sau khi làm xong thì Trung đã sơn giả đá lên. Thì các bạn thấy là Trung sơn cái giả đá màu xám kết hợp chữ hoa văn, thì Trung sơn cái màu nhũ vàng làm cho nó nổi bật cái chậu lên. Thì hôm nay Trung sẽ giới thiệu chi tiết cái chậu này để các bạn được biết. Thì các bạn thấy là cái mẫu chậu 90 này, cái chữ thuận bồm xuôi gió, thì chữ thuận bồm xuôi gió là chữ thư pháp nha các bạn. Cái chữ đầu tiên là cái chữ thuận, chữ thứ hai là chữ bồm. Thì các bạn thấy là cái nét cũng rất là rõ ràng, các bạn nhìn các bạn sẽ đọc ra ngay bồm. Và bên đây là chữ xuôi, chữ cuối cùng là chữ gió, thuận bồm xuôi gió. Còn cái phần trên của cái chữ là cái hoa văn, thì hoa văn thì nó được cải tiến hơn rất là nhiều so với những cái mẫu chậu gáp như Phúc Lộc Thọ hoặc là Phúc Thọ Toàn Gia lúc trước. Thì hoa văn này đặc biệt là Trung đã làm khuôn và tiến hành đổ ra từng miếng như thế này. Một miếng nó dài cũng khoảng một gang tay của Trung, một miếng dài cũng khoảng một gang tay. Thì các bạn là dán vô, là sau khi đổ ra từng miếng như thế này các bạn dán vô, cũng như mình dán chữ vậy, đổ ra sẵn, sau khi mình làm chậu quay chậu xong thì mình chỉ dán vô thôi. Thì một phần cải tiến như thế này là cái hoa văn các bạn thấy là rất là đẹp, rất là rõ nét luôn, rất là đẹp luôn nha các bạn. Thì cái hoa văn này là Trung đã tạo cho nó có một cái đường ôm sát theo cái vòng tròn của cái chậu, nên các bạn thấy là những cái chậu y như một cái sản phẩm là khuôn đổ composite chứ không phải là khuôn quay. Còn các bạn thấy là đây là cái mặt hoa văn G. Hoa văn G là hoa văn G thuận bồm xuôi gió. Các bạn thấy là đây là hai cái thuyền, thuyền có những cái cánh bồm các bạn, là bên dưới thì có một cái đợt sóng lăn tăn, đợt sóng lăn tăn như thế này, đây là thuyền đang lên đên trên cái mặt sóng lăn tăn. Và phía trên cái thuyền là có những cái cục mây, và đây là cái mặt trời các bạn, rất là đẹp. Thì hai bên cái mí G hoa văn thì Trung để thêm một cái hàng chữ là nhất tâm nhất ý sáng sự nghiệp. Và cái mí bên đây là thuận phong lợi thủy thắng tương lai. Thì các bạn thấy là những cái chữ đọc ra nó rất là ý nghĩa, rất là hay luôn nha các bạn. Thì những cái chữ như thế thì Trung đã làm và đã tượng trưng lên, thì các bạn có thể là đọc cũng rất là rõ ràng chữ Việt mình, chữ Việt thì nhìn nó rất là rõ ràng, rất là đẹp. Còn bên dưới thì Trung đã tạo một cái hoa văn chữ ếch. Thì cái hoa văn chữ ếch này cũng giống như cái hoa văn ở phần trên, là Trung chỉ đổ ra sẵn và dán vô. Các bạn thấy là cái hoa văn chữ ếch nó rất là nổi, rất là đẹp. Mình sơn vàng lên là nó, những cái chậu nó rất là đẹp rồi, chạy giáp vòng tròn của cái chậu luôn. Thì cái mẫu chậu 90 này cải tiến rất là nhiều. Thì với cái chậu, những cái mẫu chậu lần trước thì Trung chỉ ịn chữ ếch bằng cái thanh nhôm, còn cái này là Trung đổ sẵn xong rồi dán lên. Thì để làm được cái chậu này thì các bạn phải tỉ mỉ, tại vì mình làm công đoạn gấp rất là nhiều, nên là mỗi cái công đoạn làm ra các bạn phải kỹ thì làm cái sản phẩm lên nó sẽ đẹp và nó sẽ bắt mắt khách hàng hơn. Còn bên dưới cái chân thì nó kết hợp với là một cái phần đế, đây là cái đế dưới cùng của cái chậu 90. Thì bên cái đế dưới cùng thì Trung đã cũng đã tạo một cái đường hoa văn chữ ếch như thế này đó. Thì sau khi mình đổ xong các bạn chỉ dán vô rất là nhanh, rất là khỏe. Và phía trên là cái dĩ thì Trung đã thiết kế một cái đường rãnh để đạn bên trong. Thì các bạn thấy là Trung chỉ cầm một cái tay như thế này và Trung xây cái chậu rất là nhẹ nhàng. Thì cái chậu này xây như thế này thì thuận tiện cho một số anh em làm nghề trồng cây sửa cây, thì rất là thuận tiện rất là nhiều. Mình chỉ cần đứng một chỗ mà mình xây cái chậu như thế này thì mình có thể là sửa cái cây rất là thoải mái, muốn xây cái chiều nào cho đẹp cũng được nha bạn.
vào lấy thước coi giùm anh đi vào. Đo đo cái chậu, tính từ dưới cái đôn chậu á lên tới cái miệng coi bao nhiêu. Thì chúng sẽ đo cái chiều cao cái chậu này cho các bạn được nắm nha bạn. Tính từ dưới mí cái đôn. Đây các bạn thấy, tính từ dưới cái mí đôn lên tới cái phần miệng chậu là 77 nha bạn. 77. Chậu này có chiều cao 77, đo đo lọt lòng coi bao nhiêu. Và chậu có cái đường lọt lòng là 90 nha bạn. Thì chậu 90 và cái chiều cao là 77. Chậu rất là vừa vặn, rất là đẹp. Rồi, cảm ơn em nha. Giờ dạ. Thì các bạn thấy thì cơ bản cái chậu này chúng đã hoàn thiện. Thì anh em nào có nhu cầu mua khuôn hoặc là mua chậu thì các bạn cứ liên hệ với Trung qua hai cái số điện thoại là 033 29 4288 hoặc số điện thoại là 0385 129 159. Thì Trung xin giới thiệu thêm là nãy Trung quên, là cái chậu này nó gồm hai cái mặt chữ. Đây, hai cái mặt chữ như thế này và hai cái mặt gờ nha bạn. Hai cái mặt gờ là đối diện song song với nhau và hai cái mặt chữ cũng đối diện song song với nhau. Hai mặt gờ thuận bờm xuôi gió và hai cái học chữ thuận bờm xuôi gió luôn. Thì trong thời gian dịp cuối năm và bước qua sang năm mới 2021, thì nếu mà trong quá trình chung làm thì có cái thời gian rảnh thì chung sẽ ra một số cái mẫu chậu như là 70 thì hiện tại chung có chữ mà chưa có hoa văn. 70 thì chung sẽ thiết kế cái mẫu chữ là tấn tài tấn lộc và cái hoa văn kèm theo sau đó. Thì một số cái mẫu chữ thì chúng sẽ cải tiến hơn, một cái mẫu chậu quay gáp thì chúng sẽ rút ngắn cái công đoạn hơn để các bạn làm cái chậu cho nó hoàn thiện hơn, nó đẹp hơn. Thì cái video này chúng xin kết thúc tại đây. Thì chúng chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Thì chúc các bạn làm ăn phát đạt, thành công cuộc sống nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.